Hello, my dear students. Welcome back to the series about learning English and especially the Nine Five Global Success Series. I'm Thu, I'm your teacher today. I'm very happy to support you. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn các con học chương trình tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 5, Unit 3, My Foreign Friends, những người bạn nước ngoài của tôi. Cô là Thùy, cô sẽ hướng dẫn các con nội dung học tập trong Unit 3. Và chúng ta theo cái format của sách giáo khoa thì có con thấy là cái nội dung bài cũng sẽ vẫn tiếp tục được chia thành các lessons and we lessons. alright? lesson one, two and lesson three. Now let's get started with lesson one. Chúng ta cùng đi đến các nội dung chi tiết của bài học. Và với cái chủ đề người bạn nước ngoài này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hỏi về quốc tịch của bạn ấy là ở đâu, đúng không? Bạn ấy sống ở nước nào? alright? À, chúng ta thấy có đoạn hội thoại giữa các nhân vật ở đây, đúng không? giữa hai mẹ con nhà bạn này à bạn ấy có bạn ấy bảo là mẹ ơi con lúc con có con có một người bạn nước ngoài oh con á bạn ấy đến từ đâu đấy và về là bạn ấy đến từ nước úc đúng không như vậy là bố bạn ấy hỏi là gì quốc tịch của bạn ấy là gì đấy hả con à và bạn ấy trả lời là, là he's australian là bạn ấy là người úc đúng không nào ok rồi chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại giữa các nhân vật và có những cái phần nội dung nào là quan trọng và chính thì cô sẽ hướng dẫn các con tiếp hey. Mom, I have a new foreign friend. Do you? Where's he from? He's from Australia. B. What nationality is he? He's Australian. Okay, Mum. I have new foreign friend. Do you? Where's he's from? He's from Australia. Đã sẽ có nối âm giữa các từ kết thúc là phụ âm và đúng không và bắt đầu từ đằng sau cạnh nó là nguyên âm what nationality is he he is Australian ok à và chúng ta có quốc tịch nó sẽ khác với quốc gia đúng không các con các bạn nhìn tranh đây chúng ta sẽ có thấy là gì à ở đây ví dụ là các con thấy con chuột túi như vậy đây và cái hình tranh cờ này thì bạn ấy đến từ Australia đúng không chúng ta có tòa tháp đôi này petrol Strings đúng không? Petronas Strings, ok. Chúng ta có tượng nữ thần tự do, chúng ta có núi Fushi và cờ của các bạn đây thì tương ứng với các quốc gia mà bạn đang sinh sống, đúng không nào? Và chúng ta có mẫu câu là What nationality is he or is she? Ok. And he is or she cộng với cả quốc tịch của các bạn. À, và chúng ta có từ Australia là quốc gia và Australian là quốc tịch, đúng không nào? Ok. Now, what nationality is he? He australian what nationality is he he's australian australian okay and with this girl she's from says malaysian okay and listen what nationality is she she's malaysian malaysian okay What nationality is she? She's American. American. Okay, she's American. And this one Japanese. What nationality is she? She's Japanese. She's see Japanese. <laughs> Australian, Malaysian, American and Japanese. Uhm, người Úc đúng không? Người Malaysia, người Mỹ và người Nhật Bản Đó là những người bạn nước ngoài là Thế nào là những người bạn nước ngoài các con nhỉ? Đó là những người mà làm sao sinh sống ở các quốc gia khác với Việt Nam của chúng ta đúng không? Ok Đó, Các con nhìn tranh thì các con sẽ thấy là gì? Các bạn ấy sẽ đến từ các quốc gia khác nhau đúng không? What nationality is she? She is from she Malaysian Ok And he's Australian And she American and he's Japanese. All right. Okay. Đến phần tiếp theo các con sẽ nghe. À, con nhìn trên tranh thì có cái sự uh, phân biệt giữa giữa như thế nào nhỉ? Giữa các đây chúng ta có các môn thể thao các bạn chơi đúng không? Và đặc biệt là trên áo của các bạn thì có cái quốc tịch của các bạn. Ở đây chúng ta có Japanese, uh, American and Australian. All right. And this picture, you can see that we have ở uh, bức tranh tiếp theo rồi con thấy là các cái biểu tượng của các quốc gia khác nhau đúng không? Ví dụ con thấy đây là đồng hồ Big Bang thì là nước Anh đúng không? À, chúng ta có là gì? Đây là uh, nhà hát uh, Opera House đúng không ạ? Nhà hát biểu tượng cánh diều rất là nổi tiếng của nước Úc đúng không? Và đây là tòa nhà tòa tháp đôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe để các, chúng ta biết được bạn ý đến từ quốc gia nào các con nhé. One. Look at Sam. Sam. Who? Is he playing football? Yes, he is. What nationality is he? He's Japanese. Japanese. One. Two. Is your new friend from Malaysia? No, she isn't. What nationality is she? She's Australian. Australian. Chúng ta có đáp án ở đây đúng không? Australian. Ok. Vậy chúng ta có đáp án là Japanese and Australian. Cho câu trả lời của chúng ta nhé. Phần tiếp theo là các con sẽ đọc và các con sẽ khoanh đúng không? Con nhìn tranh xem. This is Sally is from from America. Vậy con nhìn tranh quốc uh, gia của các bạn đúng không nhỉ? Yeah, this is Afan. He's Malaysian. All right. And this is what nationality

OK. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe bài hát My Friends. Con xem là các bạn ấy đến từ quốc gia như thế nào, đúng không? Uh, xem là ở nơi các bạn sinh sống thì có những cái gì, đúng không? Ví dụ như là bạn ấy là người người Anh, đúng không? Bạn ấy đến từ Vương quốc Anh này. Ở nơi đó thì có rất nhiều hồ và có rất nhiều công viên này, đúng không? Và chúng ta có River Thames, có dòng sông thêm ở nơi đó. Ở đất nước của bạn ấy, đúng không? Còn bạn con trai thì đến từ Australia này đúng không? Có rất nhiều ánh nắng mặt trời và ở nơi đó thì rất là vui và đặc biệt là có những chú kangaroos này chú chuột túi thì sinh sống ở đó. Um, với cái nội dung bài hát này thì chúng ta sẽ cùng nghe xem nhịp điệu nó sẽ như thế nào để chúng ta cùng hát theo các con nhé. My friends. My friends. from Britain He's from Australia It's a land of sun and fun You can see kangaroos there Ok, đó, thì chúng ta sẽ luyện tập Như vậy chúng ta đã kết thúc lesson 1 với các nội dung liên quan đến hỏi quốc tịch của bạn Uh, đó là như thế nào tiếp theo đến lesson 2 chúng ta sẽ có phần tức, listen and repeat chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng một đoạn hội thoại giữa các nhân vật và từ cái đoạn hội thoại đó thì chúng ta sẽ có những cái mẫu câu và các con sẽ luyện tập với từ vựng và ngữ pháp các bạn nhé à, ở đây chúng ta sẽ có câu chuyện của các bạn như sau there's a new people people in our class her name's Lily à, như vậy có một bạn người bạn mới Uh, đến với lớp học của các bạn ở đây đúng không và chúng ta nhìn thấy cái mẫu câu What nationality is she? thì rất là quen thuộc với các con đúng không? She's British. bạn ấy đã đến từ Vương quốc Anh đúng không? What she like? Nói chung bạn ấy như thế nào? À như vậy ngoài cái mẫu câu liên quan hỏi là uh, quốc tịch của bạn ấy như thế nào, chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi về về uh, tính cách của một ai đó như thế nào? What she like? OK? She's friendly. bạn ấy rất là thân thiện. Chúng ta cùng nghe nhé. A hey. There's a new pupil in our class. Her name's Lily. What nationality is she? She's British. B. What's she like? She's friendly. OK. Rồi chúng ta sẽ đi đến các phần sau đó. Chúng ta có các từ như các friendly, bức tranh đúng không? Helpful, helpful là con thấy friendly là rất là thân thiện, bạn hay giúp đỡ mọi người đúng không? Rất là thân thiện, rất dễ gần nói chuyện với các bạn. À, ta có từ helpful có nghĩa là hay giúp đỡ đúng không? Bạn nữ đây, bạn nhỏ đây giúp bố rửa bát này, bố xoa dính rửa bát. Clever clever bạn ấy rất là thông minh thì còn đây là active active bạn ấy rất là làm sao rất là năng động rất chăm chỉ tham gia các cái hoạt động Rồi, rất tích cực tham gia các hoạt động đúng không ok và chúng ta có các từ miêu tả cho các nhân vật chúng ta có ở đây All right. now let's listen what she like what she like she's friendly She's friendly, okay? Yeah, for example, for this picture, what she likes. she's helpful. okay. what's she like? she's helpful. Mm. and this picture, what's he's like? he's clever. okay. what's he like? he's clever. and this picture, what's he's like? he's active. okay. what's he like? he's active. Okay, and the next picture. Uh, let's draw what she's like. Các con nhìn tranh và chúng ta sẽ miêu tả các bạn uh, trong lớp như thế nào, đúng không? Okay. Uh, và bây giờ đến phần nghe thì các con sẽ nghe và con sẽ đánh số. Con nhìn vào tranh uh, tương ứng với các từng bạn học sinh để con thấy từ khóa nào. Uh, con có thể nhận diện ra, đúng không? Ok For example, in this picture, we have the word "friendly." Okay, and this is helpful. This is clever, and this is active. Okay, now let's listen for. One. What's Tom like? He likes helping his friends. He's very helpful. Look, he's helping a kid over there. Helpful. Okay. Two. What's your new friend like? He's a friendly boy. We like playing together. 3. What's Alex like? Alex is an active boy. He does many things. He's playing badminton now. 4. I have a new foreign friend. What's he like? He's a clever boy. He learns things quickly. He learns things quickly. Okay, and uh, let's check. That. That's good. So we have the word helpful, friendly, active, and clever. Okay. Đến phần tiếp theo các con sẽ nghe. À, chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ hoàn thành các cái nội dung liên quan đến đoạn hội thoại. Đúng không nào? À, chúng ta có câu số 1. Tôi có một người bạn mới ở trường. Bạn ấy là người Malaysia này. Thật đó, Uh, I also have friend from, is this from Kuala Lumpur? À, uh, bạn ấy có đến từ Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia không đúng không? Như vậy là tôi cũng có một người bạn đến từ thì sẽ đến từ nước Malaysia đúng không các con? Oh, trong bạn ấy như thế nào? À, bạn ấy thích giúp đỡ mọi người như vậy ta có từ khóa đó là từ helping và con sẽ chọn là helpful. Okay, he's helpful. He's like helping others. Do you have a new English teacher? Yes, I do. What nationality is she? She's con nhìn tranh nào và chúng ta có là bạn ấy cô giáo là người nước Mỹ đúng không? American. That what she like. Thế nào cô rất là thân thiện đúng nhà vì cái, các lớp học uh, có các thầy cô theo các nội dung khác à, theo các cái chương trình giảng dạy. Uh, let's play là chúng ta sẽ tạo câu uh, dài nhất đúng không? Uh, Make a sentence. Có hãy tạo ra một câu cho có từ friendly. Ming is friendly, my sister is friendly anyone is friendly thì các thầy cô ở trên trường trên lớp các sẽ hướng dẫn các con hoặc chúng ta sẽ sử dụng những cái tính từ miêu tả cho người chỉ người đúng không friendly helpful active để các con sẽ tạo câu để um, từ những cái từ mà chúng ta đang có ở đây như vậy với phần nội dung của lesson 2, chúng ta sẽ nhớ đến mẫu câu what she or he like okay trong anh ấy hoặc là cô ấy hoặc mọi người như thế nào Đúng không nào? Tiếp theo đến lesson 3 thì các con sẽ quan tâm đến trọng âm của từ active and friendly. Thì các con thấy dấu phẩy ở đâu thì trọng âm sẽ rơi ở đó. Đúng không nào? He is active and she is friendly. Đó, thì các con nghe cô giáo đọc và lát nữa chúng ta sẽ cùng track với uh, track để các con sẽ thấy cái cách đọc của chúng ta chính xác hơn. Các con có thể dừng video lại để các con nghe, đúng không? Và chúng ta nhậm theo cái cách đọc của từ. Active. Active. Okay. He's active. He's active. Chúng ta nối âm này từ kết thúc là một phụ âm trước sau đó là một nguyên âm chúng ta nối âm right friendly friendly she's friendly she's friendly right và tiếp theo ở đây là tìm từ có trọng âm khác so với các từ còn lại đúng không nhỉ các con cùng nghe này à one a friendly friendly b fifteen fifteen C. Active. Active. So we have this. Up. Two. Two. A. Sixteen. Sixteen. B. Eighteen. Eighteen. C. Clever. Clever. Okay. Clever. The first one. Three. A. helpful. Helpful. B. About. About. C. Nineteen. Nineteen. Okay, so we have the answer is helpful. Vì chúng ta có trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, còn đáp án B, C thì trọng âm rơi vào âm thứ thứ hai chúng mình. Yeah. Yeah. Như vậy, phần nội dung liên quan đến phần phát âm các con sẽ nhớ kỹ liên quan đến trọng âm của từ ha là chúng ta sẽ sử dụng các các cái mẫu câu với các động từ active, friendly, okay, helpful, clever. Để chúng ta trả lời các cái câu chúng ta hát theo cái nhịp điệu của bài hát đúng không nhỉ? Nhưng cái chính là chúng ta vẫn lặp lại các mẫu câu các con hát. Is she active? Yes, she is. Is she friendly? Yes, she is. She's active and friendly. Is he helpful? Yes, he is. Is he clever? Yes, he is. He's helpful and clever. Đến phần tiếp theo chúng ta sẽ đọc và hoàn thành đúng không? Chúng ta có, các con sẽ đọc các nội dung liên quan đến bài đọc. Sau đó các con sẽ hoàn thành một cái bảng tóm tắt liên quan đến nội dung của bài nhé. À, tôi có một người bạn mới, bạn ấy tên là emmer, Bạn ấy là người Mỹ. À, bạn ấy học lớp 5, bạn ấy có tóc dài và đôi mắt rất là to. Bạn ấy là một cô gái rất hay giúp đỡ ở trường. Đây, cô gái rất hay giúp đỡ, bạn ấy sẽ giải thích cho cái việc giúp đỡ đúng không? Ở trường thì bạn ấy thích giúp các bạn ở trong lớp này ở nhà thì bạn ấy nấu ăn với mẹ của bạn ấy và rửa bát. Như vậy đấy cũng thể hiện là bạn ấy làm với cô gái rất hay giúp đỡ mọi người này. À, bạn ấy cũng rất là thân thiện, bạn ấy thích làm bạn à, kết bạn với những người bạn mới và bạn ấy mời các bạn khác chơi trò chơi. Bạn ấy có rất nhiều bạn và mọi người đều rất là yêu quý em đúng không? Đây là giới thiệu về em. Như vậy chúng ta có tên của bạn ấy là Emmer. và quốc tịch của bạn ấy là ở đâu các con? À, chúng ta có American đúng không nhỉ? Đó ngoại hình của bạn bên ngoài của bạn ấy bạn ấy có đôi mắt rất là to và tóc thì của bạn ấy thì dài đúng không tính cách của bạn ấy thì bạn ấy à các con nhìn thấy ở đây là gì bạn ấy thích giúp đỡ các bạn trong lớp như vậy thể hiện bạn ấy rất là hay giúp đỡ đúng không thế còn thân thiện là bạn ấy thích kết bạn với những người bạn mới đó thì là các câu trả lời chúng ta có về cái nội dung của bài đọc tiếp theo chúng ta sẽ viết các câu liên quan đến người bạn nước ngoài của con đúng không? còn có một người bạn nước ngoài như thế nào? À, thì chúng ta sẽ miêu tả hoặc cần một người bạn có thật hoặc là một người bạn tưởng tượng đúng không? mai sau các con sẽ uh, làm việc mai sau các con lớn các con đi làm đúng không? và chúng ta đang sống trong cái thời đại toàn cầu hóa thì rất có thể là chúng ta sẽ có những người bạn không phải là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài nữa đúng nhỉ? Đó, và chúng ta sẽ có um, phần project là phần dự án là các con sẽ làm gì nói về các quốc gia và các quốc tịch. Ví dụ như chúng ta có từ country là quốc gia là Japan thì quốc tịch nó sẽ là như thế nào? Và chúng ta có quốc gia là Việt Nam thì quốc tịch sẽ như thế nào? Các bạn sẽ liệt kê những cái danh sách thật dài mà các con biết về quốc gia và quốc tịch của các nước trên thế giới. Alright, đó chính là phần 6 trong lesson 3 của nội dung bài của chúng ta. Và cô giáo hy vọng là cái nội dung cô giáo hướng dẫn của cho các con là hữu ích và hỗ trợ các bạn trong cái tiến trình học tập của các con. Ok, so uh, thank you very much and see you in next video. Goodbye.